Xin chào quý anh chị nhà đầu tư theo dõi video video nhận định thị trường của kênh NoStock. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 12, thì chúng ta vừa trải qua một cái nhịp tăng tương đối là lớn của thị trường. Thì chúng ta sau nhiều cái phiên liên tục tăng nóng thì chúng ta có một cái phiên hôm nay là một cái phiên điều chỉnh tương đối là mạnh, với index giảm đến 40 điểm đấy, 40 điểm đây, 45 điểm, và nhiều cổ phiếu thì giảm sàn đấy, trong đấy có đến 80 mấy mã làm sàn đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là hôm nay thực ra nó đã có những cái tín hiệu suy yếu từ ngày hôm qua rồi, và hôm nay nó là cái hệ quả thôi. Thì rõ ràng là với cái phiên ngày hôm qua, chúng ta có thể nhìn thấy là vẫn là phiên 20.000 tỷ, một phiên giao dịch với 20.000 tỷ đây, tức là một cái phiên thanh khoản lớn, nhưng cái mức tăng của ngày hôm qua nó chỉ là tăng 13 điểm so với những phiên trước là tăng đến 43 điểm rồi. Đấy, những cái phiên trước đấy là tốc độ tăng của nó đã bắt đầu chậm lại rồi. Thì ngày hôm qua là một cái phiên mà đã có cái lực bán âm thầm bán ở cái giá trần và giá xanh của thị trường rồi. Hôm nay chỉ là đơn giản là một cái phiên mà nó hệ quả của cái phiên hôm qua thôi. Thì nếu mà theo chuẩn lý thuyết thì chúng ta sẽ có một cái phiên hôm nay là phiên phân phối thứ hai của thị trường, với cái phiên thanh khoản lớn và chỉ số giảm đến 4% như này, thì rõ ràng đây là một phiên phân phối thứ hai. Và nhìn trên thống kê thì chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền nó cũng đã thể hiện là cái có một lượng tiền lớn nó đang bắt đầu rút khỏi thị trường đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là cái biến động ngành của ngày hôm nay này, biến động ngành hôm nay thì cái nhóm giảm mạnh ấy, thì lại là những cái nhóm mà đây, ví dụ bất động sản hay ngân hàng này, rồi chứng khoán này, dịch vụ tài chính này, là chứng khoán đấy đấy, thì nó giảm rất là mạnh. Đây là những cái nhóm ngành mà dẫn dắt thị trường, nhóm ngành lead của thị trường trong cái nhịp tăng vừa rồi, thì hôm nay bị bán rất là mạnh. Và cái thứ hai là một cái chỉ số là blue yếu, tức là cái dòng tiền lớn, tức là cái lực bán hôm nay nó đến từ cái nhóm blue chip, nó bán khá là mạnh đấy. Thì chúng ta để thấy là cái tiền của thị trường ở giai đoạn vừa rồi nó tăng rất mạnh ở cái nhóm VN30, cái nhóm blue chip, nhờ dòng tiền khối ngoại. Thì hôm nay cái nhóm blue chip đấy lại là cái nhóm bị bán mạnh nhất, tức là chúng ta nhìn thấy là một cái lượng tiền lớn nó đã bị rút khỏi thị trường, một lượng tiền lớn bị rút khỏi thị trường, và khá là nhiều cổ phiếu nó đã chạm vào cái vùng cản của trung hạn rồi, thì nó bị có cái phản ứng tương đối là tiêu cực. Thì hôm nay cái nhóm mà tăng mạnh lại là cái nhóm thực phẩm đồ uống, rồi cái nhóm có một số cái nhóm tiện ích như kiểu là hôm nay mình thấy là có ví dụ như GEG lúc trong phiên là có lúc tăng trần này, sau đấy cuối phiên là bị bán theo thị trường. Tức là gì, cái dòng tiền đến sau cái nhịp tăng này tương đối là nhanh nhá, nhịp tăng này của thị trường tương đối là nhanh mà nó tăng liên tục không chỉnh như vậy, thì dẫn đến là rất nhiều người còn chưa kịp lên tàu, rất nhiều người còn chưa kịp mua, thì mọi người đều đợi điều chỉnh thôi, mọi người đều đợi điều chỉnh, nhưng thị trường không điều chỉnh mà thị trường cứ lên thẳng một mạch, thì dẫn đến là rất nhiều người chưa có lợi nhuận gì, gần như là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa có lợi nhuận gì ở giai đoạn này. Thì lại có tâm lý là khi mà thị trường tăng mạnh rồi thì sẽ chuyển sang là giải ngân ở những cổ phiếu mà chưa tăng, thì dẫn đến là những cái nhóm, thì thống kê chúng ta cho thấy là những cái nhóm cổ phiếu như là thực phẩm đồ uống này, ví dụ như là Pan hay là Dabaco hôm nay tăng mạnh này. Dabaco hôm nay tăng trần này, nhưng mà về sau lại bung trần cuối phiên đấy. Thì tức là gì, cái tâm lý của thị trường là những cái tiền đến sau ấy, họ không dám đua ở trên cao, không dám đua lệnh ở trên cao mà chuyển sang mua những cổ phiếu chưa tăng mạnh hay là tạo nền tích lũy, thì nhảy vào mua những cổ phiếu như vậy, thì dẫn đến là cái tiền thị trường nó đang bị phân tán, cái những cổ phiếu khỏe thì lại bị chốt lời, còn những cổ phiếu yếu thì lại được dòng tiền nó hướng đến, thì dẫn đến là cái tổng quát của thị trường ấy, những cái cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường thì lại bị suy yếu đi, thì nó dẫn đến là cái pha điều chỉnh ngày hôm nay. Thì về cơ bản ấy, nhịp tăng này có lẽ là đã qua cái giai đoạn ngon nhất đấy. Thì như mình có một cái bài viết nhận định của đầu tuần đây, đã qua đoạn ngon nhất, tức là và chúng ta nên chuẩn bị dần một cái kế hoạch phòng thủ đấy, bởi vì thị trường bản chất là vẫn chưa thoát khỏi một cái downtrend lớn. Về bản chất là chúng ta vẫn đang có một cái đỉnh sau này, nếu như chúng ta đang có một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này,
và đáy sau thấp hơn đáy trước. Đấy, thì chưa biết là đây có phải đỉnh không, nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn đang ở trong cái trạng thái đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn. Thì rõ ràng là chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái downtrend này. Vẫn chưa thoát khỏi cái downtrend này. Thì nó ở đây với cái tổng tiền lớn của thị trường như thế này, với tổng lượng tiền vào thị trường lớn như thế này, thì rõ ràng là cái câu chuyện là nó rơi ngay trong vòng một hai phiên là chưa là không 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 cao. Có thể là ngày mai nó sẽ nhúng về cái vùng 1030 này đấy, test lại MA10 thì sẽ có lực cầu đỡ lên. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy là cái những cái nhóm cổ phiếu tăng mạnh đấy, ví dụ như những cổ phiếu tăng trần liên tục như kiểu là Khang Điền này đấy, cũng đã bắt đầu tạo ra vùng gap suy yếu rồi. Và trong quá trình đi lên thì vol cũng bắt đầu giảm dần, tức là không có dòng tiền mới mua vào những cổ phiếu như này nữa, hay là ví dụ như nhóm ngân hàng này, nhóm ngân hàng cũng bắt đầu ví dụ như là công thương này. Đấy, công thương là từ giai đoạn này đi lên này, thì nó đã phân kỳ về khối lượng rồi, tức là không có tiền mới vào để neo này. Thì rõ ràng là trong một quá trình đi lên mà không có khối lượng đi kèm thì nó sẽ không thể bền vững được. Hay là BIT là mình có nói một trong một cái video tuần trước đấy, đây xu hướng của khối lượng đã giảm đi này. Giá tăng này, giá tăng mà khối lượng không đi kèm thì nó sẽ tạo ra một cái vùng tăng giá nó không bền vững được. Và thứ hai là BIT thì nó lại về ngay cái vùng vùng này là cái vùng đỉnh của bắt đầu một cái downtrend đấy, thì nó sẽ rất khó vượt qua cái vùng này nhá. Thì BIT như này là đã mình thấy là đã hết dư địa tăng rồi, thì nó sẽ tạo thành một cái vùng phân phối ở trên này thôi, khả năng cao là một phân phối ở trên này. Thì rõ ràng là với cái nhóm banh như vậy, CTG hay là BIT là những cái cổ phiếu banh tăng đầu tiên của ngành, và cũng là những cổ phiếu mà nó dẫn dắt index trong giai đoạn vừa rồi đấy. Thêm một cổ phiếu nữa là Hòa Phát cũng đã bắt đầu có hiện tượng phân phối rồi nhé. Đây một cái phiên phân phối này, và phiên thứ hai là phiên phân phối này, đây là phiên phân phối thứ hai của Hòa Phát này. Thì đây vô tình là nó tạo thành một cái vùng, tạo ra cái phiên mùng 2 tháng 12 này trở thành một cái phiên giống như một cái phiên bull trap đấy. Thì hoàn toàn có thể là toàn bộ cái vùng này sẽ là một cái vùng phân phối của Hòa Phát ở trên này. Nó có thể là chưa rơi sâu ngay mà nó test lại cái vùng giá 17, 18 này, thì nó sẽ có một cái pha giật lên, giật hồi lên tạo ra vài đỉnh, dạ, tạo ra một cái vùng đi ngang phân phối ở đây. Nhưng rõ ràng là để mà Hòa Phát vượt được đỉnh 20 này, nó là một câu chuyện tương đối là khó ở thời điểm này. Và thứ hai là trong quá trình đi lên, trong quá trình đi lên ở vài phiên gần đây thì Hòa Phát cũng có dấu hiệu là tổng dòng tiền, tổng lượng khối lượng giao dịch nó bắt đầu giảm đi. Đấy, tức là tiền mới vào, tiền mới không còn mua lên nữa, tiền mới mà không còn mua lên nữa thì quá trình đi lên nó sẽ thiếu bền vững thôi, và nó sẽ phải cân bằng ở là một cái vùng giá nhất định. Thì khi mà nó cân bằng như vậy và người ta những cái lượng cổ phiếu mà người ta mua và nắm giữ ở phía dưới này ấy, họ thấy là đến một cái vùng giá mà đang cân bằng và nó không tăng được nữa, thì người ta sẽ có xu hướng chốt lời thôi. Và đến một cái điểm đồng thuận thì cái lực chốt lời nó đủ lớn thì nó sẽ làm cho cổ phiếu đảo chiều. Thì về cơ bản ấy là như cái bài viết ở đây mình đã nói, giai đoạn này là cái giai đoạn mà tiền Tây tạo ra sóng, thì bây giờ là cái vùng giá gom hàng của quỹ khối ngoại người ta đã gom xong và người ta đã mua đẩy giá được một đoạn dài rồi, thì bây giờ đến lúc là cũng không biết được rõ ràng là cái lượng tiền Tây này có ở lại, tượng lượng tiền của khối ngoại này có ở lại với thị trường hay không, hay là nó sẽ rút ra dần, thì nó sẽ tạo ra những cái phiên phân phối. Thì đấy sẽ là một cái tín hiệu xấu cho thị trường nhé. Thì chúng ta sẽ thu quân dần, với bản thân mình cũng tư vấn cho khách hàng và chủ trương ở giai đoạn này sẽ là thu quân dần. Tiền đứng ngoài thị trường là tương đối là lớn, nhưng mà toàn bộ cái giai đoạn sóng, toàn bộ cái nhịp tăng này hoàn toàn là tiền của khối ngoại chứ không phải là tiền của khối nội. Thì rõ ràng là nhà đầu tư cá nhân đa phần ở giai đoạn này là không ăn được mấy, không ăn được mấy. Thì những cái pha tăng bull lên đằng sau nó không đủ mạnh đâu, nó không đủ mạnh để đẩy được cái, mình thấy là không đủ mạnh để đẩy được index
vượt đỉnh ngay ở thời điểm này thì nó sẽ cần có một thời gian tái tích lũy trở lại, thì cái giai đoạn đấy là nó sẽ là một câu chuyện khác. Thế còn bây giờ trong ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy là đã có một cái vùng mà ví dụ như những ngày những ai mà đu trần ngày hôm qua là rõ ràng là đã có một cái vùng kháng cự ở ngay đây và đã kẹp hàng ở đây rồi, ăn ngay một cái sàn ở đây rồi. Đấy. Nhóm banh trứng thép là đây, ESI là ví dụ như ESI là nó vô tình ở chỗ này ở thành đu trần ngày hôm qua là ăn một cái sàn đấy rồi, thì ngày mai nếu như mà nó không sớm kéo lại cái vùng giá trên trên này thì nó sẽ là thành một cái bull trap lớn ở chỗ này đấy, hoàn toàn nó có thể xảy ra cái hiện tượng kiểu như này, một cái vùng bull trap như này. Thì kỳ vọng là nó chưa rơi ngay mà nó sẽ có một cái, có thể nó sẽ bull trap như này xong rồi nó lại kéo lên, có thể là test lại cái vùng đỉnh cũ. Thì rõ ràng là về mặt T cộng ấy, bởi vì tiền đứng ngoài vẫn còn nhiều và đang chờ chỉnh để mua, cho nên là khi mà ngày mai nếu như mà thị trường có nhúng thêm một ít nữa thì tiền bắt đáy nó sẽ được kích hoạt, và tiền bắt đáy là sẽ kích hoạt thì nó sẽ có một cái lực bật nhất định, lực bật lên nhất định, thì đấy sẽ là cái lúc mà chúng ta sẽ xem xét xem là cái cầu mua đấy có đủ mạnh hay không, cầu mua có đủ mạnh hay không. Còn nếu như mà nó không đủ mạnh và không đủ để kéo cho index nó vượt đỉnh được, kéo cho index vượt đỉnh hay là kéo cho thị trường nó phủ nhận được cái phiên bán ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cân nhắc ở cái những cái pha bull lên đấy là những cái thời điểm để chúng ta hạ tỷ trọng đấy nhá. Đây là tư tưởng của mình, quan điểm của mình rõ ràng là bắt đầu là đến cái giai đoạn mà chúng ta lên một kế hoạch phòng thủ và hạ tỷ trọng dần đấy, dù ít dù nhiều chúng ta có ăn được cái đoạn tăng vừa rồi hay không, nhưng mà thị trường nó chia bài như nào thì chúng ta phải đánh theo như vậy thôi. Đấy, thì có thể là một số cổ phiếu nhóm ngành như kiểu là tiện ích điện đóm này, PC1 hay là GAG, rồi cái nhóm đầu tư công xây dựng vật liệu chẳng hạn, đấy nó vẫn vẫn là còn xu hướng, nhưng mà rõ ràng là nó đã có một cái, nó đã tăng tương đối là nóng ở giai đoạn vừa rồi, thì hoàn toàn có thể là nó sẽ tạo một cái vùng đỉnh ngắn hạn ở đây thì nó sẽ tương đối khó vượt qua đấy, thì chúng ta sẽ nên cẩn thận dần và bắt đầu thu thu dần vị thế nhé. Ở đây sẽ là cái lúc mà chúng ta bắt đầu, nếu như tài khoản nào mà còn đang căng margin, đây sẽ là cái lúc mà chúng ta sẽ bán hạ margin, bán trả hết margin đi và bắt đầu nâng dần tỷ trọng tiền mặt lên đấy. Thì quan điểm của mình về thị trường nó là như vậy đấy, đã như bài đầu viết đầu tuần ấy, đã qua giai đoạn ngon nhất nhé. Thì ở trên đây là cái quan điểm của mình về thị trường, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video đấy. Anh chị thấy hữu ích thì có thể like, subscribe kênh để ủng hộ cho kênh phát triển hơn, và để like, subscribe kênh để nhận được những cái video thông báo về những cái video mới nhất nhé.